tạo nghề Việt Nam hiện còn rất thấp. Một dự án hợp tác đào tạo nghề miễn phí hợp tác giữa VCCI với đối tác Đức sẽ mở ra cơ hội cho các bạn trẻ có thể học nghề tại Đức với những ngành nghề rất phổ biến trong tương lai gần. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ. Dù đã là đầu bếp ở một nhà hàng có tuổi đời hơn 50 năm ở thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng khi biết về dự án đào tạo nghề miễn phí cho các bạn trẻ Việt Nam mong muốn học nghề bài bản, Xuyên đã tham gia tìm hiểu để đăng ký ứng tuyển. Cái ngành kinh tế phát triển nhất châu Âu, kèm theo đó là cái lĩnh vực bên ngành đầu bếp và nhà hàng khách sạn của Đức là rất là phát triển. Em muốn đi qua đó để đi học hỏi và trao dồi thêm để mình phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Hiện nay, những lĩnh vực cần tuyển sinh và đào tạo nguồn nhân lực số lượng lớn cho phía Đức là lĩnh vực nhà hàng khách sạn, phục vụ, đặc biệt là điều dưỡng, y tá, bác sĩ, một số ngành cơ khí. Đức đang cần trong cái lĩnh vực điều dưỡng là tới 160.000 người trong thời gian tới, đặc biệt là trong nhà hàng khách sạn. Rất là lợi thế cho các bạn trẻ Việt Nam, mà cái gọi là dân số vàng của Việt Nam, các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội cho thời gian tới. Con đường ngắn nhất để có thể đưa cái lao động Việt Nam đạt được chuẩn toàn cầu là có những cái chương trình hợp tác đào tạo với những cái nền kinh tế tiên tiến nhất trên thế giới, và Đức là một nền kinh tế như vậy. Chương trình đào tạo kép, tức là học viên kết hợp học và thực hành ngay tại chỗ, và tất cả nội dung học đều được thực hành ngay. Chúng tôi phải chọn thái độ khi bạn lựa chọn nghề nghiệp, vì các bạn sẽ phải làm việc với con người mỗi ngày. Sự cố gắng, thái độ tốt là những cái không thể dạy được mà phải xuất phát từ chính các bạn. Thống kê của Tổng cục Dạy nghề cho thấy, lao động qua đào tạo nghề ở các trình độ tại Việt Nam hiện mới chỉ đạt 38%. Trong khi đó, mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 là 63%. Vì vậy, dự án không chỉ mở ra cơ hội cho các bạn trẻ muốn học nghề mà còn đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao cho tương lai.